Bà đi đâu vậy? Hôm nay bà về sớm thế. Tôi hỏi bà đi đâu vậy? Hôm nay tôi có hẹn giai mới, phải năn nỉ tôi mãi tôi mới cho cơ hội để hẹn hò với tôi đấy. Thôi tôi đi nha. Bà đừng có nói xạo nữa. Ở chung một nhà mà cứ tránh mặt nhau vậy hoài hả? Bà nói cái gì đấy? Tôi có trốn tránh bà đâu. Bà nhìn mặt tôi nè. Nếu bà buồn á thì bà cứ việc buồn, còn đau khổ thì cứ việc đau khổ. Có gì bà cứ nói với tôi, chứ việc gì mà phải tránh mặt nhau. Sao hôm nay bà cứ hằn học với tôi ấy nhở? Nhưng mà bà đã khóc mà. Hôm qua tôi đã thấy bà khóc ở công viên. Đừng cứ tỏ ra là mình không sao. Đừng có giấu mọi thứ ở trong lòng nữa được không? Người cố tỏ ra không sao và cứ cố giữ trong lòng chính là bà đấy. Bà cứ nói tôi, mà sao bà không nhìn lại chính bà đi? Bà biết hết tất cả mọi chuyện mà sao bà vẫn im lặng? Thà là bà cứ mắng chửi tôi đi, bà mắng chửi tôi thậm tệ đi, thì vậy là tôi sẽ nhẹ lòng hơn không? Đúng, tôi đang giận bà đã phát điên lên đây nè. Nhưng mà không phải là chuyện của bà với Nam Phong. Nguyên nhân của tất cả mọi chuyện này là do tôi. Do tôi đã ép bà đã phải giả làm tôi. Tất cả mọi lỗi lầm là của tôi. Nhưng mà điều khiến tôi cảm thấy rất là giận là cái thái độ của bà. Bà nói gì đi chứ, tại sao cứ phải im lặng trốn tránh ra ngoài như một đứa con nít vậy hả? Im lặng là tất cả những gì tôi có thể làm bây giờ. Cũng giống như cách mà bà đã im lặng để chờ tội tôi vậy đó. Quá mệt mỏi rồi, tôi chỉ muốn biến mất khỏi đây thôi. Không, người biến mất phải là tôi. Đây là nhà của bà mà.